Đội tuyển nữ Việt Nam đã có một khởi đầu suôn sẻ tại vòng bảng môn bóng đá nữ ASEAN 19 khi đánh bại Nepal với tỷ số 2-0 trong trận đấu diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 22 tháng 9. Dù đối thủ Nepal đã chơi chắc chắn trong hiệp 1 để giữ sạch lưới, nhưng sang hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam đã tăng tốc và ghi được hai bàn thắng. Những pha lập công của Hải Yến và Bích Thùy đã giúp các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung giành 3 điểm đầu tiên tại giải đấu. Tuy nhiên, huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn của đội tuyển và chỉ ra rằng đội hình nữ Việt Nam đang gặp một số khó khăn, đặc biệt là việc thay thế các cầu thủ quan trọng trong đội. Đội tuyển nữ Việt Nam đã có một khởi đầu suôn sẻ tại vòng bảng môn bóng đá nữ ASEAN 19 khi đánh bại Nepal với tỷ số 2-0 trong trận đấu diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 22 tháng 9. Dù đối thủ Nepal đã chơi chắc chắn trong hiệp 1 để giữ sạch lưới, nhưng sang hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam đã tăng tốc và ghi được hai bàn thắng. Những pha lập công của Hải Yến và Bích Thùy đã giúp các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung giành 3 điểm đầu tiên tại giải đấu. Tuy nhiên, huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn của đội tuyển và chỉ ra rằng đội hình nữ Việt Nam đang gặp một số khó khăn, đặc biệt là việc thay thế các cầu thủ quan trọng trong đội.